Ngày 21 tháng 2, Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng hơn 600 đại biểu thuộc các chi đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt các chuyên đề gồm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn hiện nay, những nội dung cơ bản và những điểm mới của quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và hướng dẫn số 05 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 69. Đây là quy định về kỷ luật của Đảng hoàn thiện nhất từ trước tới nay. Điểm mới đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về vi phạm trong thời gian tới, tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước, xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn. Mục đích để tổ chức Đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật. Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức mới về công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.